em đứng ngoài đường không á, ông nội đi đâu có nổi đâu. Đi theo ta cầm máy hay bắt đầu cái gì đó. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em trong buổi tối hôm nay. Hiện tại là em đang đứng tại Bánh Xèo Nhí nha, địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thời gian bán của Bánh Xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Đó. Trời ơi, hồi nãy là Hà Anh là làm chấn động luôn á nha anh Hà. Là một mình là bốn chảo luôn đó nha. Tung hoành luôn á. Thôi khách luôn. Đổ bốn chảo. Xèo luôn chị ơi. Bốn chảo con. Ở đây mang về chị. Mấy cái ạ? Một cái mang về rau luôn chị Hương ơi. À. Hồi nãy anh chờ bốn cái hay làm luôn. Chú Long hết hồn. Một cái hả chị? Dạ. Điện thoại là thấy. Hello. Hello, hello, hello. Trâm Anh quê ở Tiền Giang, Hà Anh quê ở Giang Tiền. Giang Tiền, Trường Giang. Ôi coi anh cọc cái đầu tóc đó. Coi anh cọc cái đầu tóc đó quá trời. Đây trả tiền bánh xèo chứ quên. Đây giờ chú Việt idol gì à? Đặc tin. Con hát một câu bài chuyện buồn đã qua gì? Chuyện gì đã qua vậy? Chú Long à. Nội nội tính tiền giùm con nội. Ờ à, chào bà ngoại nha. Chị thấy bánh xèo của em nè. Vô luôn. Đây chị thấu tiền em nãy em bánh xèo một cái. Dạ. Bưng ly trà đá mấy cái anh đó cô vô kìa. Hả? Không có tiền thấu. Để nó coi thử coi. Hello bà ngoại nha. Chị đây. Trời ơi rồi ok. Sau đây ông bà nha, đang lay quay thấu tiền. Trâm Anh bữa nay thấy Trâm Anh thấy bữa nay anh thấy ông bữa nay cột cái đầu tóc dễ thương ghê không? Chuyện buồn đã qua kìa. Chuyện buồn đã qua là gì? Ca khúc quá hả? Ừ. Trời ơi, bây giờ Tết rồi mình hát chuyện vui đi. Con phải biểu diễn cái bài nào cho vui vui lên. À. Chào ngoại Tiền Giang nha. Chào ngoại Tiền Giang nha. Chào ngoại Tiền Giang. Dạ, vô luôn chị ơi. Chào vô luôn anh chị. À, vô nhà luôn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Tiếu nữa là ăn cái bánh đó rồi nha. Dạ. Vô nhà luôn chú ơi. Dạ. À,
em với hai đứa giỏi vô ngoài hối tiền giùm nội đi. Tiền đó, tiền này là quỷ nè. Bà ngoại là thứ quỷ. Bà ngoại sao lên các bữa, hai bữa đã về rồi. Tết rồi hả? Tết rồi. Con cứ tưởng là ngoại lên chăm chăm cháu chứ mấy bữa nay. Hai bánh nóng con ơi. À, đây là cháu út, cháu út. Quay đi con gái, thích quá. À anh hai con à. Rồi. À cái địa điểm bến xèo đó là địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À. À, sắp xếp bàn cho ông nè, con gái sắp xếp bàn cho ông. Hả? Sao con gái? Buồn làm chi em ơi, lá rơi rồi cũng phai màu. À, không biết hết ngoài đó kìa. Con phải chọn những cái bài thiếu nhi nè, nó hay. Rồi tới cái thì con chúc con bà gì không Trâm Anh? Tới tới cái thì con có chúc con bà gì không? Con chúc ông bà năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, tiền vô như nước. Rồi sao nữa? Càng nhiều sức khỏe. Rồi còn sao nữa? Rồi ông bà thì mến xèo đến ủng hộ các con. Ê, cái câu quan trọng đó nha. Cô gọi hành động. Nước Mỹ và ủng hộ cái xe của con. Ông hai tiền chưa? Bà ngoại cứ xem ở nhà cứ xem clip không? Thấy con, trời ơi, thấy con gái kêu không? Có lên kêu bà ngoại, cứ bà ngoại tiền giang, bà ngoại tiền giang. Ở dưới đó bà ngoại quá không hết xì thôi. Đúng rồi bà nội. Địa chỉ ở đây là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, công ty quận 10 Chung VPC. Rồi, đúng rồi, con phải giới thiệu. Con phải giới thiệu nó cặn cặn kẽ với ông bà mới biết. Nhiều lúc cái công viên phần mềm Quang Trung á là nó lớn, một cái địa danh nó lớn rất là lớn. Rồi, good. Rồi, bây giờ mình kiếm chỗ mình đang xe vào đó quá rồi chị. Em mới về ăn đây. Vô nhà luôn anh chị, chạy xe vô luôn anh chị. Ăn tại chỗ hay là mang gì? À, vô nhà luôn cho nó thoải mái rồi. Cảm ơn anh chị nha. Cái làm cái tay nhiễn lắm. Dạ. Ăn tại chỗ hay mang về anh chị? Dạ, chạy vô nhà luôn anh chị. Ăn tại chỗ là chạy vô nhà luôn. Dạ, đó. Ô, nội dắt xe này vô trong quá nội. Để vô trong nhà. Thank you.
chiên ba cái bánh nóng cho cô. Bánh nóng luôn đi. Dạ. Có bàn cho cô chưa? À cô chào hả? Dạ. Dạ cuộc sống Sài Gòn TV. Dạ chị gái đứng chờ thưởng thức bánh xèo. Mấy cái chị? Hai cái mang về. Chị Thúy ơi. Hai cái cho cô mang về. Ông bà cô chú anh chị, và các bạn á thưởng thức bánh xèo, nếu mà tìm đường á thì cứ tới công viên phần mềm Quang Trung nha. QTC công viên Hoàng, hoặc là qua cầu vượt Quang Trung thì ngay chỗ cây xăng Hiệp Tân Hiệp Tân Cánh Hiệp nha ông bà cô chú. Là cái đường đó là kế bên luôn, kế bên hông luôn là đường Đông Bắc. Dạ. Vừa xuống dốc cầu vượt Quang Trung. Sáng tôi đang được cái video qua Tết còn tối tôi quay xong á, nhiều quá chặt rồi. Không biết. Chưa có rảnh để đi quay. Qua Tết kìa. Siêu. Bánh xèo mà làm như bóng đá siêu. À, làm như là bóng đá là siêu. Cái bàn có nước mía đó nha ông bà cô chú. Ăn bánh xèo mà thưởng thức nước mía nó cũng được. À, rồi bên trong cô ông bà cô chú có nước ngọt. Dạ. À, ông Việt, ông phải nói tiếng Thái là châm anh mới biết nha. Chứ nói tiếng Việt châm anh không biết đâu, mà nói tiếng Thái. À, nói gì nữa. À. À, nhiều lúc chỉ cần câu chào vậy thôi. Mấy cái cô? Mấy cái chị? 4 cái đặc biệt con. Cô đi nguyên đàn á. 4 người hả? Hả? 4 người hả? Trời ơi, con tưởng 4 người. 4 người 4 cái đặc biệt, nhưng mà con yên tâm đi, người ăn 2 cái đó. Được 8 cái đó. Đúng không chị? Rồi 4 cái đặc biệt cho chị gái. Rộn ràng rồi, Tết rộn ràng lắm ông bà cô chú ơi. Xem video này là ông bà cô chú là chỉ còn mấy ngày nữa tới Tết thôi. Thấy trăm anh đồ đeo đổ bánh xèo đeo kiến đồ ghê gớm, đổ bánh xèo đeo kiến đồ vô không biết chưa, chú mấy người coi clip đây. Đó. Không nữa các bạn. À.
bốn cái đặc biệt cho bà vô thưởng thức kìa, bà chờ một cái là vô là có liền á. Bánh xèo tới kìa, đây tới rồi, có khách tới rồi, nhộn nhịp không bà? Bánh xèo nóng rồi, rồi có bánh xèo đặc biệt chưa? Con xè trước rồi con hát mà cái vụ hết đi thì hát không biết. Cái đó bên cái này ra bên ngoài. Bốn cái đặc biệt, bốn cái đặc biệt. Hai cái đặc biệt dưới kia hả? Bốn cái đặc biệt, bốn cô chú mới vừa vô. Bánh xèo luôn, xe tải ơi. Bánh xèo luôn. Dạ bên hông, bên này đâu ngã luôn. Đó ngon. Các đôi bánh xèo được ghê không, nhớ bài đó hả? Các đôi nỗi sầu, con gái đổ bánh xèo mà nhớ nó là các đôi bánh xèo, các đôi bánh xèo. Dạ chạy vô nhà luôn anh chị ơi. Dạ đúng rồi, quẹo vô luôn, mất mẻ vô trong, mất mẻ. Ok. Đổi tay. Mà nội ra phụ nha, mà nội ra thế nha. Bánh xèo kìa, cô tới bánh xèo kìa nè, nội ơi. Bánh xèo hả cô? Cô ơi. Con tưởng bánh xèo. Thôi ông khoái liền kìa, trời ơi. Kêu anh ơi đổ bột cái thi cho ông khoái. Rồi vậy là tối nay có chuyện rồi. Ông nội kêu tối nay có chuyện rồi mà nội cười kìa. Rồi. Ngọt. Vợ con đâu thấy cảnh này. Dạ dạ. Vợ chồng nói này nói kia. À. Ăn nhậu chút xíu nói này nói kia. Bánh xèo kìa, qua đường em bánh xèo á. À, địa chỉ chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha bà cô chú anh chị và các bạn. Số điện thoại đặt hàng đó là 0986804347. Thời gian bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo chúng ta đó là 30k một cái. Dạ. 30k một cái, đặc biệt là cái ngày đặc biệt á nha bà cô chú anh chị và các bạn. Đó là cái ngày 15 á, rằm hàng tháng á thì ông bà nội sẽ đổ bánh xèo chay miễn phí cho ông bà cô chú.
đó, cũng mong là ông bà nội cũng tâm tình là cũng muốn nói là ví dụ như ông bà nội đổ từ 1 giờ cho đến 3 giờ nhưng mà nhiều lúc là nhiều ông bà tới rất là nhiều, số lượng rất là đông á, thì ông bà nội đổ thêm, thì cũng mong các mạnh thường quân nào giống như các ông bà nào mà muốn tặng bánh xèo cho các bánh xèo chay á cho các ông bà cô chú lang thang ngoài đường đó, thì cũng có thể là cùng chung tay với ông bà nội để mình đổ bánh xèo, mình phục vụ, mình tặng được nhiều hơn. Dạ. Bánh xèo đặc biệt. Mà con thấy ba con tôm. Đặc biệt cho cô với chú trong kia nè. Bốn cái đó, bốn cái đặc biệt á. Bánh này luôn. Vậy là ai đổ? Vậy là ai đổ cái bánh này? Đúng không? Hà Anh đổ bánh này đúng không? Đó. Hả? Tết đến xuân về thì cũng chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe nha. Đó, bông hoa quá trời kìa, thấy không? Đó. Ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống, luôn công việc luôn thuận lợi trong mọi việc luôn nha. Dạ, có thời gian rảnh thì xem video ủng hộ em, cũng như là muốn thì thưởng thức bánh xèo các món ăn ẩm thực đường phố thì có thể là mình ghé các địa chỉ mình ủng hộ như bánh xèo Nhí nè ông bà cô chú. Dạ, thôi lắm. Đeo đi quay lên các bạn ạ. Bà ngoại vô đọc comment nữa. Tự bà ngoại. Vui, chọc bà ngoại vui á là vô. Thấy nặng. Quá trời ơi. Vô đổ bánh xèo đẹp quá ha. Lấp lánh kim sa. Đổ bánh xèo đeo vòng tròn luôn. Bánh đặc biệt học cà rá, học cà rá. Nãy nha bà nội nói con Trinh có 5 phút mà nãy giờ đứng và 50 phút rồi đó. Thank you.
cười tươi quá rồi, nhìn nó mệt nhưng mà ông nhìn nhìn ổng nó cũng cười tươi lắm. Ông bà cô chú nhìn thấy không, khuôn mặt ông lúc nào cũng vui á, lúc nào cũng vui, cũng rạng ngời á. Ông bà cô chú anh chị và các bạn để ý Hà Anh đó, lúc nào cũng rạng ngời á. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Địa chỉ chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo đó là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 30k nha ông bà cô chú anh chị và các bạn.